Thưa quý vị, hè là dịp để các em thiếu nhi vui chơi thư giãn sau một năm học hành căng thẳng. Tuy nhiên, trái ngược với trẻ em thành thị, có điều kiện được vui chơi trải nghiệm với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lớp học năng khiếu, thì trẻ em nông thôn lại không có được điều này, hoặc nếu có thì cũng rất hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ em khu vực nông thôn. Dịp hè, trẻ em khu vực thành thị có nhiều sự lựa chọn. Theo gia đình đi du lịch, tham gia các lớp năng khiếu, các hoạt động văn hóa và nghề thể thao hè. Trong khi đó, ở nông thôn, sân chơi dành cho trẻ em rất hiếm hoi. Và các em chủ yếu tự bày trò để chơi với nhau là chính. Thiếu sân chơi, thiếu sự quan tâm của gia đình, nên các em dễ sa đà vào TV, các trò chơi điện tử, các trò chơi vận động, dễ gây tai nạn như là tắm sông, tắm suối hay leo trèo. Và việc hai trẻ em tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa vừa bị tử vong do đuối nước ngay đầu dịp hè này là một ví dụ thương tâm. Chị cũng cho nó thoải mái, tại thì học xong hè thì thấy nó cũng căng thẳng quá. Rồi chị muốn cho nó đi chơi cho nó thoải mái, rồi thời gian một ấy, rồi nó nói với là 26 tây là nó học hè lại, cô dặn vậy đó. Chị thấy ở nhà nó bấm điện thoại riết thì ấy, nó đầu óc nó cũng căng thẳng, nó ấy chị nó mới cho muốn cho nó đi chơi cho thoải mái một chút. Hiện nay, ở hầu hết các xã phường thị trấn và khu dân cư đều có trung tâm văn hóa học tập cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng đều thiếu các thiết chế dành cho thiếu nhi. Những trung tâm có trang bị những khu vui chơi cho thiếu nhi thì hầu hết đã xuống cấp hoặc những trò chơi không còn phù hợp với các em. Mong muốn là ở đây có một là đồ chơi đồ gì hết con. Để tới đây chơi, thường là con dẫn các em con tới chơi. Ít trò chơi, với lại lên đây cũng con ít gặp bạn lắm, không có nhiều bạn để chơi. Ở Bình Châu là ở xây dựng là từ năm 95, mà lúc năm xây dựng năm 95 là thời đó là có sách đu, cầu tuột, cầu trượt là dành cho các em thiếu nhi, thì các em thiếu nhi chơi rất đông. Sau một thời gian tới năm 2004 là hầu như là các thiết bị nó bị hư hỏng, nhờ coi như là đề xuất với lại sở văn hóa với lại ở huyện phòng văn hóa thì không cho sửa chữa lại nên các thiết bị nó hư hỏng. Thời gian gần đây, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã cố gắng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em, nhất là tại các khu vực nông thôn, tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng phòng tránh thương tích, xâm hại cho trẻ. Thế nhưng so với nhu cầu của các em thì vẫn chưa đáp ứng được cả về lượng và chất. Đây cũng là một trong những lý do mà số vụ tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được kiềm chế tối đa. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 6 trẻ em bị tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong, 31 trẻ em bị xâm hại.